Chị Như có nói với Tường là nhờ có em mà chị yêu nghề hơn. Bởi vì chị biết là vẫn còn có một người chị không thể làm cho cười được. Và chị phải cố gắng hết sức để làm cho cười. Đó. Còn quay lại với MV Có Người thì hình như là nãy giờ mọi người cũng nhắc đến Khả Như, và Khả Như cũng góp phần giúp Tường trong MV lần này đúng không? Chị là người đã cho Tường biết thế nào là bất lực, khóc bất lực và gọi là yêu lấy cái người bạn diễn của mình, làm sao cho người khán giả họ hiểu được là có nghĩa là chị Như có nói một ý với Tường mà lúc đó lúc mà Tường trên set diễn Tường cũng có nói với Trang là chị Như có nói là em đừng xem cái MV này là một cái MV em làm và mướn tất cả mọi người tới làm chung với em và tất cả phục vụ cho em, mà em và Trang phải nghĩ là đây giống như là một cái thước phim kỷ niệm của hai đứa, và cả hai đứa cũng như giống như là một cái thước phim kỷ niệm mà của hai người rất là yêu nhau và họ phải sắp xa nhau, và họ muốn làm một cái thước phim đó, có nghĩa là nó là một cái artwork của cả hai người, và chứ không phải là một cái thế là một người ca sĩ và muốn làm MV và kêu tất cả mọi người tới, hiểu không? Mà đó là một cái artwork của Đăng, của Trang, của chị Yến, của Nhu Đặng, của Tường, và tất cả mọi người đều muốn ghi lại những cái thước phim, những cái ký ức đẹp nhất của cái cặp đôi yêu nhau đó. Thì cái cách mà mình diễn nó sẽ khác. Mình không có phải là cố gắng, mà mình hãy xem như là đây là một cái thước phim để lại sau khi chúng ta sẽ chia tay. Chị đã nói như vậy khi mà chị gặp riêng Tường, và như vậy thì mỗi một khoảnh khắc mà mình ở bên cô ấy nó sẽ là một khoảnh khắc mà không trở lại được nữa. Cho nên là khi mà mọi người thấy thì mọi người sẽ thấy là cái ánh mắt mà Tường nhìn Trang nó rất là trìu mến và rất là trân trọng những khoảnh khắc đó, vì mình biết là sau đó cái thước phim này nó sẽ ghi lại tất cả những ký ức đẹp nhất của cái cặp đôi yêu nhau đó, và mình sẽ không được gặp lại người mình yêu nữa. Nó là như vậy. Và đó là lý do tại sao mà chị nói là hãy yêu lấy bạn diễn của em trong trong cái lúc mà em diễn. Thì và cũng không được và cũng đừng nên coi đó là một cái MV của mình, mà hãy xem nó là một cái thước phim kỷ niệm của cả hai người. Hay quá. Ừ. À, rất là Hoài nào phải tới học diễn chưa Khả Nhân mới được. Ôi, ngay À, ngay đúng rồi, diễn lúc viên mà chuyên nghiệp yeah, ha. lúc mà chị Như, lúc mà chị chứ lúc mà mọi người bảo là sao mày không tìm tới chị Như, sao em không tìm tới chị Như, thì em nói là nhưng mà có được không, tại vì em diễn vai nam, thì còn còn chị còn mọi người nói là chắc chắn là được, tại vì chị Như có rất là nhiều học trò cả nam và nữ và đã rất là thành công, và thật sự là những cái gì chị nói rất là đánh động vào mình, rất là đánh động vào. Và mọi người cũng rất là thắc mắc là ngay cả quản lý truyền thông của Nhờ Tường chú cũng ý. đã nói Anh là chú ý. tại sao Tường nhạc như vậy mà lại chơi được với toàn những người rất là mặn mòi như là Khả Như, Không, chị là Như có nói với Tường là nhờ có em mà chị yêu nghề hơn. Bởi vì chị biết là vẫn còn có một người chị không thể làm cho cười được. Và chị phải cố gắng hết sức để làm cho cười. Em nói là Kể luôn. không, chị làm cho em cười rất là nhiều. Chỉ có điều là em không biết nói là gì để mà chị cười thôi. Cho nên là em cười chứ không, chứ em hiểu là những gì chị nói. Vậy tức là trong lúc mà ví dụ trong một bàn một nhóm vậy mà mọi người kể chuyện cười là Tường Tường cười vẫn hơi cười chậm thôi. thôi, à 5 Ừ phút thì sau Tường mới vẫn mới cười hiểu đúng ra câu không? chuyện Mọi của người cười cười xong đúng không? hết rồi, fan qua nói qua chuyện khác, Tường mới rồi ha ha Không, ha, hay quá ha chị Tường ha. Tường có một điều Tường muốn Tường Tường muốn Tường muốn gọi là thanh minh. Tại hôm qua là anh Chubby ảnh đăng lên một cái post là không không, chị Khả Như nói là Tường đã nói với chị Khả Như là phân biệt được sữa chua và nước cốt dừa. Lúc đó anh có đi lấy chè không? Anh có không có đi lấy chè, anh chờ em lại lấy cho anh ăn, ý là anh chị Như mọi người Ờ nhé, đúng rồi. anh ngồi chị Thì Như. thật sự là Tường không có bị khùng. Có nghĩa là hai cái chén đó để kế nhau, và thật sự trong bàn đã có người lấy nhầm. Có nghĩa là họ lấy chè nhưng mà họ đổ sữa chua vô, bởi vì họ không biết đó là sữa chua mà họ tưởng đó là nước cốt dừa. Và Tường là người lấy đúng. Và Tường lấy đúng trong khi tất cả mọi người đều lấy sai, và Tường đã lấy cho chị Như, và Tường đúng, và Tường mới khoe chị là chị thấy chưa, em đó em phân biệt được sữa chua và Nước nước cốt cốt dừa. dừa, và đã lấy đúng cho chị để không chị không phải bị đói, chị phải cảm ơn em. Tự nhiên chị nói lên trên mạng giống như là em Tập không. gì lớn lao quá đúng không? Khả Như nghĩ Khả Như là ồ, Người lớn Tường ghê. Tường đúng. Nãy giờ Anh anh Minh người lớn lắm tục. luôn á.
phải lên truyền hình để thanh minh cho cái một cái chuyện xảy ra cách đây 5-7 ngày. Tại chị đó chị Như. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu rõ được cái nguồn ngọn ngành của cái câu chuyện là phân biệt được sữa chua và nước cốt dừa. Nhưng mà thật sự là tất cả những người khác đều lấy sai. Và chỉ có em lấy đúng cho chị Như và em thôi. Có bằng chứng ai lấy sai không? Liêu Hà Trinh lấy sai. Liêu Hà Trinh lấy sai. Chúng chị ta Liêu Hà Trinh lấy sai. Chị hỏi Liêu Hà Trinh thử nha. Chị Liêu Hà Trinh lấy chè và để nước và để sữa chua vô. Thôi nếu mà chị Khả Như và Liêu Hà Trinh có xem chương trình này thì hãy mua ship cho Giữa Các Tường 1 ký nước cốt dừa nhé. Vậy thì Đăng xác nhận xem chơi với Tường bao nhiêu lâu rồi? Có đúng là Tường như Tường tự nhận luôn là Tường nhạt thì không, Tường không có nhạt đâu. Nhận xét Quang Đăng thấm thấy Tường nhạt. Thấy không? Là... Vậy thì từ gì sẽ chỉ tại đúng nhất về Tường? Chậm. Nói chung là không ơi, người chị... nghe nhạc gì, người nghe nhạc trước thời đại nhưng mà bắt miếng sau thời đại. Bắt ta, miếng sau thời đại. Người ta có một câu là slow but sure, nghĩa là chậm mà chắc. Không, chậm mà chắc thôi. Em cười đúng cái anh cười là được rồi, chứ em không cười nhầm là được rồi.